Chương trình Nông thôn xanh báo Nông thôn ngày nay, báo điện tử Dân Việt. Xin chào bà con nông dân, xin chào quý vị độc giả. Thưa quý vị, chính nơi Lê Phúc đang đứng trước đây là những lùm cây tùm, là một bãi rác thải khổng lồ của thành phố. Và chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng ngay tại khu đất này ngay bây giờ đã trở thành một khu vườn rừng sinh thái, đã trở thành nơi vui chơi, giải trí cho người dân địa phương. Bờ vỡ sông Hồng khu vực chân cầu Long Biên từ lâu đã dần trở thành những khu đất hoang, bãi đổ trộm phế thải, rác thải sinh hoạt của người dân, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cộng đồng nơi đây. Một là bị lấn chiếm sử dụng ra mục đích, hai là rác thải, là xây dựng rác thải sinh hoạt và người dân không có mối liên kết với cái không gian, họ chỉ coi đấy như là một cái nơi để xả rác thôi. Và nó, nhưng mặt khác nó lại có rất nhiều tiềm năng về giá trị sinh thái, nên là chúng tôi ngay sau khi khảo sát thì đã thấy rằng cái giải pháp mà cải tạo không gian ấy nó rất phù hợp và nó có thể đạt được cái hiệu quả cao. Xuất phát từ thực trạng đó, doanh nghiệp xã hội Think Playground phối hợp cùng chiến dịch High Green, Bình Minh Xanh và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã cải tạo khu vực, giúp khoảng đất bờ vờ sông Hồng dưới chân cầu Long Biên khoác trên mình một diện mạo mới với tên gọi vườn rừng Phúc Tân. Một khu vườn rừng sinh thái là sân chơi cho trẻ em, nơi tập thể dục cho người già. Tại đây, không gian chính là thiết kế sân chơi với tượng hình con rồng, gắn liền với ý nghĩa cầu Long Biên, nơi rồng giao nhau với đất trời, vừa để chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Với việc bố trí nhiều trò chơi đa dạng như leo trèo ẩn nấp, cầu trượt, vừa khuyến khích trẻ em tham gia vào các hoạt động thể chất, vừa góp phần giúp các em trân trọng lịch sử văn hóa và bồi đắp tình yêu thương với nơi mình đang sống. Em cảm thấy trước khi chưa có khu vui chơi này, em thấy là ở nhà rất là chán và em mở tivi lên xem rất là chán và không có những cái hoạt động ngoài trời vui chơi ngoài trời vui như này ấy. Nên là ở nhà rất là chán, nhưng mà từ khi mà mở cái khu vui chơi này ra thì em cảm thấy chơi được với các bạn, nói chuyện với các bạn rất là vui ấy ạ. Sau khi mà cái khu vui chơi này được mở ra thì em thấy là em có thể giao lưu kết bạn với rất là nhiều bạn mới và không hay xem tivi điện thoại nữa. Nói chung là từ cái này mà mình mà làm được như thế này nên là dân ở đây rất là phấn khởi, rất thích. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình đã làm được ra như thế này rồi thì chống được cái hiện tượng đổ rác phế thải ra đây, làm sạch sẽ môi trường để cho cái hệ sinh thái ở đây nó phát triển và để đảm bảo được cái an ninh trật tự ở đây nữa. Nó chống được ô nhiễm môi trường, rồi là tạo điều kiện cho người ta có được chỗ ăn, chỗ chơi, vui chơi với các cụ già này, rồi các em nhỏ này. Điều khiến vườn rừng Phúc Tân trở nên đặc biệt, đó chính là sự tham gia của toàn bộ cộng đồng trong việc xây dựng khu vui chơi. Các đơn vị và người dân đã cùng nhau dọn sạch rác thải, cải tạo những cây mọc hoang, kết hợp trồng mới cây hoa, tạo hệ sinh thái thân thiện với các loài sinh vật. Các hạng mục thiết bị đều được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường thiên nhiên. Ngay từ buổi đầu là bên phụ nữ của phường Phúc Tân đấy tham gia nhặt rác này rất là nhiều, làm tất làm sạch sẽ cùng với đoàn thanh niên với lại bên chỗ dự án. Tiếng nói cộng đồng là vô cùng quan trọng và chúng tôi từng phải tổ chức cái các cuộc họp cộng đồng rất là chi tiết để lấy ý kiến của họ về ý tưởng này, lấy ý kiến của họ về thiết kế cũng như là các vị trí phù hợp với cái nhu cầu sử dụng và các cái vấn đề mà họ muốn giải quyết. Phấn khởi nhất có lẽ chính là những người dân khu vực phường Phúc Tân. Sau những năm tháng ám ảnh về tình trạng ô nhiễm, giờ đây bà con đã có thể thoải mái tận hưởng sắc xanh của thiên nhiên, thoải mái vui chơi, hít thở bầu không khí trong lành. Càng ngày người dân càng ý thức lên thôi, bởi vì khi mà thấy môi trường sạch rồi, không lỡ mình lại đi đổ rác ở đây. Đấy, thế cho nên là người ta rất là phấn khởi ở cái điều đấy. Người ta cũng muốn rằng là cái khu Phúc Tân này này, chạy dài dưới kia đều là giống như ở trên này. Từ khi mà có sân chơi này tạo ra một cái không khí như vậy là rất vui tươi và tạo cái sự mối gắn kết giữa nhân dân với nhân dân, đến đây gặp nhau trao đổi chuyện trò, tạo nên một cái không khí rất là vui. Vui lắm, thích lắm cháu ạ. Tôi không nghĩ là sẽ có một ngày có một cái sân chơi mà vui vẻ nhẹ bé như thế này đâu. Không chỉ là một công viên thiên nhiên đơn thuần, từ công viên rừng Phúc Tân, người ta còn thấy sự gắn kết của cộng đồng và trách nhiệm xã hội đối với Hà Nội. Cũng từ mô hình này, chúng ta có quyền hy vọng vào một Hà Nội sẽ còn xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn trong tương lai.